truyền thuyết hắc bạch vô thường, kẻ hộ tống linh hồn người chết về địa ngục. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với News CV. Hắc bạch vô thường là cụm từ quen thuộc hay được nhắc đến trong những giai thoại nổi tiếng khi nói đến chúng âm tàu địa phủ. Tuy nhiên, vẫn có phần lớn mọi người vẫn chưa hiểu rõ về danh xưng đó là gì, có thật hay chỉ là truyền thuyết. Hôm nay, hãy cùng News TV sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến chủ đề này nhé. Truyền thuyết về hắc bạch vô thường người trung quốc xưa nay luôn nổi tiếng với niềm tin mạnh mẽ về sự tồn tại của thế giới bên kia đặc biệt trong phật giáo có quan niệm rằng những người sau khi đã ngừng thở ở dương gian sẽ được quỷ thần dẫn dắt linh hồn đến địa phủ nơi sẽ phân định phước đức và tội lỗi của một vong linh và vị quỷ thần hộ tống các linh hồn khi vừa rời khỏi xác kia không ai khác chính là hắc bạch vô thường dù chỉ là chức quỷ sai nhỏ trong địa phủ, nhưng họ luôn làm việc liêm chính, công minh, đúng người đúng tội nên vẫn hay được xem như là biểu tượng của công lý. Hình tượng của vô thường nhị gia, tục xưng của hát bạch vô thường. Trong các điện thờ địa tạng Bồ Tát hoặc thập điện Diêm Vương, người ta vẫn thường thấy tượng thờ hai vị tiểu thần, một trắng một đen, ấy chính là hát bạch vô thường, tục xưng là vô thường nhị gia, chuyên tróc nạ ác quỷ trong đó hát vô thường được liệt vào hàng thập đại âm soái bạch vô thường luôn nở nụ cười trên mặt đầu đội một cái mũ cao có đề bốn chữ người cũng đến rồi hát vô thường thì gương mặt đen đúa xú ác trên mũ dài cũng có bốn chữ đang đến bắt ngươi hình tượng của hai vị vô thường vẫn chưa có tư liệu chính xác còn tùy thuộc vào mỗi vùng miền của trung quốc nhưng hầu hết trong tiềm thức của người dân hát bạch vô thường đều có dáng người cao lớn đồ đội nón cao nón của bạch vô thường đề bốn chữ nhất kiến sinh tài còn hát vô thường cũng đề bốn chữ thiên hạ thái bình trên tay hay cầm theo đèn lồng soi đường và cờ chiêu hồn chiêu dụ linh hồn đi theo về địa phủ riêng ở tỉnh Phúc Kiến tại tướng quân bạch vô thường dáng người cao lớn trong tay cầm quạt lông lệnh bài Phạm tướng quân hát vô thường dáng người béo trong tay cầm quạt lông phương bài xích sắc vì sao vô thường gia gia lại có sự phân biệt trắng đen có mấy nguyên nhân sau thần tiên trong tôn giáo cũng mang đậm tính nhân gian việc tróc nã ác quỷ không thể một vị đảm trách từ sáng đến tối được công việc cũng phải được luân chuyển nên sáng một vị tối một vị đảm trách mới hợp đạo lý thưa đến theo phân tích trong truyền thuyết dân gian bạch vô thường chuyên trừng trị bọn tham quan hoặc những chuyện bất công hát vô thường thì thường dùng dây xích để truy bắt ác quỷ ngoài ra trong màu sắc đạo giáo cũng thường phân ra hát bạch âm dương hắc bạch vô thường luôn được thờ chung với nhau, nhưng ở mỗi nơi lại mỗi khác. Thiên tử điện ở phong đô có vô thường nhị gia, trong vô thường điện thì có vô thường gia và vô thường bà. Thành hoàng miếu lại sắp bạch vô thường bên cạnh vô thường bà, còn hắc vô thường thì không có về bạch vô thường có một câu chuyện như sau vào tiết thanh minh năm nọ bạch vô thường con cán ngang qua một nơi thấy có một người phụ nữ cùng hai đứa bé khóc bái trước một phần mộ rất đổi thương tâm lại thấy cách đó không xa có một ông lão đứng lắc đầu thở dài có vẻ đồng tình bạch vô thường bèn đến gần ông lão hỏi thăm mới biết người phụ nữ này có một nỗi oan tình tay trời người phụ nữ vốn họ trần là con gái thứ ba của một phú thương phú thương vốn cũng có gia tài kha khá, khá. Hiềm nổi không có con trai, chỉ sinh được ba cô con gái, mà gương mặt cô thứ ba lại nổi đầy mụn nhọt. Mẹ thấy con gái mình nhiễm phai bệnh này thì không khỏi tự trách, nên đặc biệt thương cô hơn, bà mới qua đời vào năm trước. Trần Gia có một tên người làm, tên là Ngao Đại. Ngoài mặt thì thật thà, nhưng trong lòng đầy mưu kế, hăng tính thầm trong bụng. Trần Gia Tam Tiểu Thư mặt mày như thế thì các ông công tử nhà giàu ác hẳn không ai chịu cưới. Chỉ bằng ta cua về làm vợ, chờ sau khi cha vợ chết thì gia tài vạn lạng này tất cả thuộc về ta. Hôn sự của Trần Tam Tiểu Thư đã lâu mà không có nhà nào thuận. Nàng thấy Ngao Đại thân cường lực tráng, lại hiểu ý chủ nên được cha thích. Hai người thầm đưa mắt đá mày không lâu sau tự thành uyên ương qua vài tháng, bụng của Trần Tam Tiểu Thư dần dần to ra, Trần Lão Gia đành phải nhận Ngao Đại làm con rể. Sau khi Ngao Đại thật sự trở thành con rể nhà họ Trần, cha vợ mới cất nhắc hắn lên làm tổng quản, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do hắn quản lý. Dần dần về sau, Ngao Đại đối với nhạc phụ không còn kính thuận như trước, bên ngoài thì vừa rượu chè vừa gái đẹp, về nhà Trần Tam Tiểu Thư khuyên hắn, hắn còn chửi mắng thầm tệ, Trần Lão Gia tức giận thành bệnh rồi chết. Ngao Đại lại ngày đêm cờ bạc càng hơn trước. Bạch Vô Thường nghe ông lão kể lại, lửa giận trong lòng bốc lên, quyết định phải dạy cho Ngao Đại một bài học, chỉ cho Tam Tiểu Thư một con đường sống. Bạch Vô Thường theo Tam Tiểu Thư về nhà, vừa đúng lúc có một con bạc đến đòi nợ. Nhìn thấy đúng bút tích của Ngao Đại, Tam Tiểu Thư đành phải trả cho hắn 100 lượng bạc. Gã kia nhìn thấy trong nhà không có người, liền ôm lấy Tam Tiểu Thư muốn vô lễ, đột nhiên hắn bị đánh ba cái bạc tay vào mặt. Tam tiểu thư nhờ thế mới xô gã ra, vùng chạy thoát vào trong nhà, đóng sập cửa lại. Nàng cảm thấy tức giận, không thể chịu nổi, liền lấy dây thừng treo lên xà nhà rồi muốn tự vẫn. Nhưng nàng treo một sợi thì lại đứt một sợi, trong lòng chợt thấy kỳ quái. Bạch phu thường lúc này mới mở cửa, bồng hai đứa bé tiến vào nhà. Trường tam tiểu thư nhìn thấy bạch phu thường miệng cười hi hi rất hòa thiện nên cũng không sợ hãi. Bạch Vô Thường nói, sao phải như thế, chỉ bằng nàng thu thập tiền của còn sót lại trong nhà để đi nơi khác sống, hai đứa bé còn cần nàng dưỡng dục thành người. Trần Tam Tử Thư nghe lời Bạch Vô Thường, mang hai đứa con bỏ đi. Đợi sau khi Tam Tử Thư đi rồi, bốn căn tiệm buôn bán của Trần Gia cùng lúc phát hỏa thiêu rụi. Ngo Đại lúc đó đang ở Xuân Hương Viện ôm gái, hút thuốc phiện. Đến lúc hắn chạy về đến nhà thì toàn bộ sản nghiệp đã cháy sạch cả về Hắc vô thường cũng có khá nhiều truyền thuyết tiêu biểu như câu chuyện Hắc vô thường cải ác tòng thiện như sau có hai cha con nhà nọ đứa con từ nhỏ đã hung hăng ngỗ nghịch lại thêm cờ bạc hút sách cha dạy dỗ không nghe có một lần con đi cờ bạc về tất cả tiền đều thua sạch cả trong cơn tức giận cha lỡ tay đánh chết con mình sau khi chết, nó vẫn quen thói hung ác, trở thành âm quỷ hại người trên nhân gian. Qua vài năm sau, vào một đêm nọ, đứa con đến trước cửa nhà mình, lúc nó đang định bước vào nhà thì chó trong nhà sủa ầm lên không ngừng. Cha nó biết lại có quỷ đến hại người, một tay sách dao, một tay cầm đèn dầu bước ra. Quỷ con nhìn thấy thế hung dữ của cha mình, liền nhảy lên nóc nhà nói, Cha ơi, con không phải đến hại người, con chỉ muốn về nhà thăm cha thôi. Người cha đáp rằng, mày lúc sống làm nhiều chuyện ác, chết rồi cũng không cho bà con lối xóm được yên lành. Sau khi ta lỡ tay đánh chết mày rồi, thì ta còn thấy hối hận rất lâu. Mày tiếp tục làm ác thì ngược lại, ta không còn hối hận gì nữa. Quỷ con nói, cha nói thật rất có lý, con hiện giờ thiên lương trỗi dậy, xin thề không làm điều ác nữa, nhất định bỏ ác theo thiện, kiếp sau xin báo đáp ân dưỡng dục của cha. Người cha đáp, như thế thì tốt, nếu không thì cha khó mà nhìn mặt hương thân. Quỷ con nói, xin cha yên tâm, từ đây vĩnh biệt, con sẽ đi thụ hình chịu khổ, không thể trở lại thăm non cha được nữa, xin cha bảo trọng. Từ đó về sau, nó không còn trở lại hại người nữa. Nó xuống đến 18 tầng địa ngục chịu phạt, chịu đủ mọi sự hành hạ đau đớn. Lúc này mới hiểu được sự quý giá khi được làm người, mới thấu những việc ác của mình làm trong quá khứ quả là tội nghiệp. Một lần, tầng quản vương trong thập điện Diêm Vương triệu kiến nó nói, ngươi vì sao không đi tìm thế thân để hoàng dương? Nó đáp rằng, tiền thế con đã làm đủ chuyện xấu khiến cho ngàn người hận, vạn người rủa đi đến đâu cũng có người cầm đao, cầm cô muốn giết, làm điều ác quả thật đáng bị người ta nguyền rủa còn muốn làm lại từ đầu để trở thành một người tốt. Tần Quảng Vương nói, xem ra ngươi quả thật là một ác quỷ có thể cải ác quy thiện. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi tiếp tục có thể làm thiện quỷ trong 3 năm, ta sẽ báo mời âm thiên tử phong cho ngươi một chức quan. Ba năm sau, thập điện Diêm Vương lại triệu kiến nó. Trong 3 năm nay, người quả nhiên cải ác tòng thiện, làm được nhiều việc thiện. Ta đã báo thỉnh được âm thiên tử ân chuẩn, phong ngươi làm thưởng phạt ti hát vô thường, chuyên việc truy bắt ác quỷ. Từ đó về sau, hát vô thường mặc một bộ quần áo toàn màu đen, nửa đêm suốt tuần các nơi, minh sát các việc. Người hành thiện thì bẩm báo cho âm thiên tử, kẻ làm ác thì báo cho thôi phán quan, trót nã rất nhiều ác quỷ hát bạch vô thường thuộc đạo giáo phật giáo hay chỉ tồn tại trong tín ngưỡng dân gian rất khó để khẳng định đây có thể là nhân vật dung hợp của cả đạo giáo và phật giáo vì bất kể là tín đồ của đạo giáo hay phật giáo cũng đều tín ngưỡng hai vị thần này và dường như trong các miếu thờ của phật giáo có phần cung phụng họ nhiều hơn tiền thân của hát vô thường bạch vô thường có một giai thoại kể về hình tượng của hát bạch vô thường do đâu mà hình thành tương truyền rằng lúc sinh thời, Bạch Vô Thường mang tên là Phạm Vô Cứu, Hát Vô Thường là Tạ Tất An, hai ông là đôi bạn thân cùng làm sai nha ở nhà môn một hôm trong lúc hành lệnh thì đột nhiên trời mưa như trút lũ hát vô thường đành đi tìm nhà dân mượn ô che mưa dặn dò bạch vô thường đứng lại đợi dưới chân cầu nào ngờ khi ông mượn được ô tất tả chạy về thì thấy bạn mình đã bị nước nhấn chìm sư rủi là do sau khi Hắc vô thường rời đi nước sông đột ngột dâng cao bạch vô thường sợ bạn không tìm thấy mình nên nhất quyết không rời đi kết quả lại bị lũ cuốn mất hắc vô thường quá ân hận trước tình cảnh đó bèn tự tử ngay cây cầu ông dặn bạn đợi mình ngọc hoàng thấu hiểu lòng kiên trung của hai người đã sắc phong họ thành thần tướng làm việc cho thần hoàng và diêm vương khi Bạch Vô Thường chết vì đuối nước, miệng của Ngài mở rộng, thè lưỡi ra để cố gắng thở trong những giây phút cuối cùng khi còn sống. Khuôn mặt Ngài cũng trở nên trắng bạch. Ngài mặc áo choàng trắng và đội mũ cao, một tay cầm quạt. Trong khi đó, khuôn mặt của Hắc Vô Thường chuyển sang màu đen do chết vì treo cổ. Ngài cũng mang theo một cái quạt. Cả hai đều được trang bị dây xích và còng. Hắc Bạch Vô Thường tốt hay xấu? Vô thường xuất phát từ Phật giáo mang hàm ý biến hóa không lường trước được, cho nên hắc bạch vô thường tốt hay xấu phải tùy thuộc vào từng loại người họ gặp, lúc đó phải xét đến tâm thiện, tâm ác của mỗi người. Người có tâm trong sạch, lúc cần sống làm nhiều điều tốt đẹp, biết đối nhân xử thế, tích được nhiều phước đức hiển nhiên sẽ không sợ bị quỷ thần trách phạt ngược lại với những kẻ xấu lúc sinh thời u minh tạo nghiệp ác không chịu hối cải thì lúc chết đi bị hắc bạch vô thường xét tội trừng trị bằng những hình phạt tàn khốc đương nhiên sẽ rất sợ hãi hai người bởi nên hắc bạch vô thường tốt hay xấu là tùy thuộc vào lối sống bản thân bạn chọn họ có thể sẽ ban phát phước lành hỗ trợ giúp đỡ người thiện sau khi chết hoặc cũng có thể sẽ tàn nhẫn thẳng tay trừng trị linh hồn xú ác Mọi sự tồn tại của bất kỳ tôn giáo nào, vị thần linh nào, kể cả ma quỷ cũng đều có chung một mục đích hướng con người đến cái thiện, lánh xa cái ác. Trong kinh nhân quả, ba đời cũng có câu, muốn biết nhân đời trước, theo sự hưởng đời này, muốn biết qua đời sau, xem việc làm kiếp này. Trên đây là video truyền thuyết hắc bạch vô thường, kẻ hộ tống linh hồn người chết về địa ngục. Video đến đây là hết rồi. Nếu quý vị thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho News TV có thêm động lực để ra nhiều video hay phục vụ cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.